Hello mọi người nha, thì ngày hôm nay mình đã rủ được 10 người đăng ký để chơi cái mê cung của mình các bạn nè. Và người cuối cùng chiến thắng cái mê cung của mình sẽ nhận được giải thưởng 200k nha các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ phá bố được chơi nha. Thì đầu tiên là đây là cái mức này, mọi người sẽ tí nữa mình kêu bắt đầu là mọi người sẽ nhảy vô cục start nha. Và ở phía đích nó có mấy cái ghế, mọi người nhớ ngồi vào nha. Bạn nào ngồi được thì sẽ vào vòng tiếp theo, còn bạn nào không ngồi được thì sẽ bị loại ở vòng đầu tiên luôn nha các bạn ơi. Nha mọi người nghe rõ chưa, mọi người hiểu được chưa? Thì trước khi mấy bạn này bắt đầu cái mê cung của mình ý, thì mọi người xem video, mọi người đừng quên bấm like cho video này nha các bạn ơi. Nha mọi người ạ, chưa dạo gần đây mọi người quên bấm like lắm nha. Ok, chào mọi người, 3 giây chuẩn bị đấy mọi người ạ. 3, 2, 1 bắt đầu rồi, chạy đi mọi người ơi. Rồi các bạn ơi, rồi mọi người đã giải mã cái mê cung rồi. Và ở trong cái mê cung của mình sẽ có những cái đường cục cũng như cái đường nó bị lừa các bạn à. Và mấy người này sẽ phải về đích các bạn à. Và ai sẽ là người về đích đầu tiên ra các bạn ơi. Đã qua 20 mấy giây rồi mọi người à. Ui ôi, đã có người giải mã thành công mọi người ơi. Ai vậy? Ui Phin các bạn à. Ai nữa? Ai là người về đích tiếp theo đây? My à. Ui rồi ai nữa đây? Ui quá trời luôn các bạn ơi. Ui để xem nào, Để coi bao nhiêu bạn về đích rồi. Được các bạn về đích. Ôi giời ơi, mấy bạn này giải mã nhanh đấy nha. Được, còn ai chưa về đích đâu? Để đếm coi còn ai chưa về đích không ta. Để mình chờ con nào, hình như là vẫn còn đúng không? Còn ai chưa về đích nhờ, chắc mình sẽ chờ tiếp nha, Chưa. Mình sẽ chờ tiếp mấy bạn. Ai da, xin à. Xin về đích còn chậm quá. Xin về đích còn chậm quá. Còn ai nhờ? Ai da, Son à, Son về đích cuối cùng. Ôi trời ơi, Son ơi là Son. Em về đích chậm nhất trong tất cả các người đang ngồi trên ghế ở đây. Rồi, và xin chúc mừng mấy bạn ngồi ở trên ghế này nha. Và mấy bạn này sẽ được vào cái mê cung thứ hai. Thì cái vòng thứ hai này thì lúc đầu mọi người sẽ nhảy vào cái vòng start này như cái vòng một thôi. Phải nhảy vào nha. Ok, nếu mà không ai nhảy vào thì tí nữa mình sẽ chết. Và không ai nhảy vào thì mình có thể là hủy giải nha các bạn à. Và người đấy sẽ bị lộ nha. Ok, cho nên mọi người nhớ nhảy vào start đấy. Và ở trong vòng cái tại sao mình phải kêu nhảy vào cái vòng start này, bởi vì ở phía trước cái bên cung này có một vài cái ngại vật các bạn ạ. Và nó có thể cho những cái người này về cái vạch xuất phát, cái chỗ start này. Đấy, ok. Và nó bạn này sẽ phải giải mã cái mê cung thứ hai này. Và cái mê cung thứ hai này nó sẽ khó hơn cái mê cung thứ nhất gấp đôi nha các bạn ạ. Và mình nghĩ thời gian về đích của mấy bạn này sẽ rất là lâu đấy. Ok, và mọi người, mấy bạn này sẵn chuẩn bị chưa? Không biết ai sẽ là người chiến thắng cái mê cung của mình, nhận được giải thưởng 200k rồi của mình đây. Ok, và còn bây giờ thì bắt đầu sau 3 giây đếm nữa. 3, 2, 1, bắt đầu. Chơi được đâu, giải mã đi mới được. Và hiện tại mình đã có thể quan sát mấy bạn này phá cái mê cung của mình các bạn ạ. Giải mã cái mê cung của mình các bạn ạ. Và ở trong cái mê cung thứ hai này mình xây nó hơi bị lỗi các bạn ạ. Và cái chỗ cái start ấy mình, khi mình chạm vào á thì nó mấy bạn này không mở cửa được, cho nên mình sẽ cho mấy bạn này khỏi tắt cái start đi luôn nha. Ok, nhưng mà không sao, mình vẫn tính là ai về đích đầu tiên nha. Ok chưa? Để coi thử coi nào. Mấy bạn này ui, mấy bạn này sẽ đi rất là nhanh đó mọi người. Mình vừa đi một chút mà mấy bạn này về đi rất là nhanh luôn. Thực sự là cái đường này mọi người phải đi 2-3-4 lần mới được cơ. Rồi. Ôi giời ơi, mình vừa thấy ai đó về đất rồi. Eki và Pin. Ôi giời ơi, chúc mừng hai bạn đã về đất tiếp theo. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, toang rồi. Cùng thư nhắc gấp đôi nha các bạn ạ. Mấy bạn này giải mã nhanh thế nhờ. Chắc có lẽ là mấy bạn này cảm giác như cái mê cung thứ hai này nó dễ hay sao mọi người. Mấy bạn này về đích nhanh quá mọi người ạ. Và lần này thì xin chúc mừng Phin với lại Aki đã người về đích ở vòng mê cung thứ hai các bạn ạ. Và mấy bạn này sẽ được vào vòng cuối cùng mê cung thứ ba các bạn ạ. Đây rồi. Và xin chia buồn mấy bạn đã thua ở vòng mê cung thứ hai nha. Ok, hiện tại em đã được vào vòng thứ ba đây. Hiện tại em có muốn lời nào nói không? Lời nào nói cho mọi người không? Ây da. Anh Hên à. Phin bảo là anh Hên các bạn ạ. Thật sự anh Hên thật không thì có vẻ là một câu trả lời các bạn ơi. Rồi bây giờ thì Aki có lời nào muốn nói khi mà Aki được vào vòng thứ ba không? Vòng cuối cùng em vui anh ạ. Ok, và bây giờ vòng cuối cùng nha. Và cái mê cung thứ ba thì sẽ quyết định ai là người chiến thắng cái mê cung của mình, nhận được cái thưởng 200k của mình các bạn ơi. Rồi, và bây giờ thì Aki với Pin sẽ đi theo mình tới vòng thứ ba nha. Ok, xin mời Aki với Pin đi theo mình để tới cái mê cung thứ ba nào. Rồi, xin mời hai bạn Phin với lại Aki bước lên nào. Ok, đây các bạn ạ, mình sẽ đóng cửa các bạn này. Ê, mấy khán giả này không được đi vào trong này nhá. Rồi, và bây giờ thì mấy bạn này, bạn Phin và bạn Aki đã được vào vòng tiếp theo. Và đây là cái mê cung thứ ba và mê cung cuối cùng. Và chắc chắn một trong hai người sẽ bị loại. Một trong hai người sẽ bị loại rồi. Và hai bạn này đang rất là tập trung các bạn ạ. Và mình không làm mất thời gian một hai bạn này nữa. Thì mình sẽ chuẩn bị bắt đầu sau 3 giây đếm nữa các bạn ạ. 3, 2, 1, bắt đầu rồi. Đi đi. Rồi giải mã đi Mini ơi.
Hai bạn này đã giải mã rồi mọi người ạ. Và mình sẽ nói sơ qua cái mê cung thứ ba này nha. Thì cái mê cung thứ ba thì nó khác hơn hơi so với hai cái mê cung còn lại mọi người ạ. Thì cái mê cung thứ ba này ngoài mấy cái chướng ngại vật ra thì mê cung thứ ba này nó có cả tầng nữa các bạn ạ. Là nó có cả mê cung tầng thứ hai nữa các bạn ạ. Và mấy bạn này phải tìm cái mê cung tầng thứ hai thì mới có thể gọi là về đích các bạn ơi. Ok, và đỡ coi thử ai sẽ lên được cái vào tầng mê cung thứ hai đây. Hình như mấy bạn này đã tìm thấy mê cung thứ hai rồi mọi người, và mấy bạn này đang cố gắng gọi là leo lên trên cái tầng thứ hai này để tìm cái gì đây. Ok, thì ở trên tầng thứ hai chắc chắn là phải có cái gì rồi đấy. Đấy, tất nhiên là mình xây ở trên tầng thứ hai nè là phải có một cái đường gì đấy để tới cái đích các bạn ạ. Và mấy bạn này vẫn chưa tìm thấy cái đích là ở đâu mọi người ạ. Uầy, mấy bạn này vẫn đang gọi là lưỡi nhủi ở đâu đấy nhưng mà vẫn chưa tìm thấy một cái lỗ hổng nào mọi người ơi. Và mình nghĩ mấy bạn này đi vòng tầm vài phút một thôi là mấy bạn này sẽ tìm ra một cái điểm gọi là bí mật nào đấy để có thể gọi là tới cái điểm đích các bạn ạ. Hiện tại mình đang đứng ở ngoài để quan sát hai bạn này các bạn ạ. Hình như mình vừa thấy một ai đó đang lướt qua rồi, thôi toa rồi. Một ai đó đã gần về đích rồi nhưng mà hình như bạn ấy vẫn chưa phát hiện ra cái đích nó gần mình luôn, bạn ấy đã đi qua rồi. Ok, nhưng mà không sao đâu. Ây cha, và bạn ấy vẫn đang gọi là mãi đi vào một cái góc nào đấy và bạn ấy vẫn không tìm thấy cái đích mọi người ạ. Chắc có thể là bạn ấy tưởng là mình đã bị nhốt hoặc là bị vào một cái góc nào đấy rồi. Ôi trời ơi, mình đã thấy một bạn về đích rồi mọi người à. Ơi ơi, đó chính là Aki các bạn ơi. Thôi toan rồi, để coi thử coi Finn vẫn còn ở mãi trong mê cung này, vẫn đang tìm lục các bạn à. Thôi toan rồi. Ok mọi người ạ, và Aki là người về đích cuối cùng các bạn ơi. Trời ơi. Và bạn Finn á, bạn Finn đã đi lạc đường rất là nhiều lần các bạn nào. Và bạn Finn mất đâu đấy tầm bao nhiêu phút đây, mất 5 phút các bạn ơi. Và Aki mình mất đâu đấy tầm 3 phút thôi mọi người ạ. Ok, và xin chúc mừng Aki là 2 phút được ạ. Ok, và xin chúc mừng Aki là người về đích cuối cùng, nhận được thưởng 200k từ cái mê cung của mình cho các bạn ạ. Và cái mê cung của mình thật sự là không biết cái mê cung mình nó có bị rối cho mấy bạn này hay không nữa. Ok, cho nên là mấy bạn này về đích được cũng hay đấy. Tại vì cái mê cung mình giải mã cũng khá là, tại vì chỉ có mình mới biết thôi, chỉ có mình và mọi người mới biết được cái con đường thôi, và mấy bạn này không hề biết bạn. Và mấy bạn này giải mã khá là nhanh nha, một trong vòng từ 2 tới 5 phút thôi mọi người ạ. Và lần đầu tiên bạn Aki này thắng cái game show của mình các bạn ạ. Ok luôn, và xin chúc mừng Aki đã là người cuối cùng nhận được thưởng 200k nha. Nhưng mà bạn Phim này về sau mọi người ạ. Ok, có vẻ là mình sẽ đặt cho bạn Phim này một giải thưởng 50k để cũng như là khuyến khích nha các bạn ơi. Đấy chứ bạn ấy tới vòng này mà không được giải thưởng gì nó cũng hơi buồn các bạn ạ. Ok, thì bạn nào thích cái video này của mình thì mọi người đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh nha các bạn ạ. Và bạn nào muốn tham gia cái video sắp tới của mình nữa thì mọi người có thể tham gia nhóm mình ở dưới phần mô tả cũng như bình luận nha các bạn ơi. Ok nha mọi người, thì còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye.